Thì tao có lúc làm em Nhật ơi. Sao không thấy hả? Có
bữa đâu mà con phải đành lòng. Vậy tôi biết làm sao trong thân bụng, không lẽ tôi cho anh mượn muôn mượn lọ để anh về anh bánh ăn ăn. Dạ tôi có nghe ngày làm bánh đó phải làm cung dương, phải học hỏi cho đàng hoàng và còn phải khéo tay nữa. Vậy hôm mai anh ba về rồi đưa chị ba xuống, ba tôi không có sầu bụng dâu nghề. Một điều là tôi chưa có vợ. Vậy hả? Ủa nó vậy? Anh ba đây chưa có vợ hả? Cho từng tuổi này mà tôi còn ở vậy một mình bên hả? À, không biết rồi. Chắc tại anh ba lập lừa đem tròn nên con chưa có cô nào vừa mắt hết, phải không? Không có lòng lắm được tiếng con gì đâu, nhưng chắc chắc ai cái mùi gì bóng lan tôi quên học không được. À hay là để tôi là ai cho anh cô bạn là bóng mộng là đều nhất nơi này. Cảm ơn cô hai, mà cô hai nè, sao tôi có gì cái gì của cô bạn ra tội vậy? Tôi thì nói rằng nói xa qua nói thiệt quay, tôi lặn lội xuống dưới này là tại tôi nhớ nhớ ai vậy cô hai? Hay quá anh ba ơi, cảm ơn anh ba nha, ở sông ca cùng với cô hai nha.